Một vấn đề hiện nay đang rất được dư luận quan tâm, đó là công tác cung ứng lương thực thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian 7 ngày thực hiện tạm dừng tất cả mọi hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Về vấn đề này, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vào chiều qua ngày 14 tháng 8, đã được đại diện ngành chức năng thông tin cụ thể, phản ánh của phóng viên thời sự. Theo bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương, thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ dự kiến khoảng 30.000 hộ nghèo, cận nghèo, yếu thế, không có thu nhập, hộ khó khăn các nhu yếu phẩm như gạo, trứng, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, đồ hộp, củ quả theo từng combo. Đối với các hộ là những hộ gia đình có thu nhập và các đơn vị được phép hoạt động trong thời gian 7 ngày sắp đến, hàng hóa sẽ được hỗ trợ theo nguyên tắc là các hộ này tự chi trả, thành phố chỉ hỗ trợ mặt hàng củ quả. Riêng với các hộ tại huyện Hòa Vang, thành phố sẽ hỗ trợ thêm mặt hàng thịt cá. Hiện nay, nguồn cung trên địa bàn thành phố vẫn dồi dào và đảm bảo ổn định. Thành phố sẽ huy động tất cả các trung tâm thương mại siêu thị lớn trên địa bàn thành phố tham gia vào cái cung cấp hàng hóa. Ngoài ra thì huy động các chủ siêu thị mini, Vinmart, các chủ cửa hàng tự chọn nằm rải rác trong khu dân cư để tham gia vào hoạt động cung ứng. Và các đơn vị doanh nghiệp cửa hàng phân phối khác, chủ yếu là phân phối mặt hàng thịt cá, củ quả. Hiện nay, cái tình hình cung ứng gạo trên địa bàn thành phố thì nguồn cung khá là ổn định và không lo lắng về vấn đề thiếu hụt. Về cách thức giao nhận, Giám đốc Sở Công Thương thành phố cho biết Sở sẽ gửi danh sách các nhà cung ứng đến các quận huyện. Trước mắt, các địa phương chủ động liên hệ với đơn vị cung ứng và tận dụng hệ thống các chuỗi siêu thị nhỏ, cửa hàng tiện lợi để đặt hàng và giao hàng cho người dân ở địa bàn của mình. Nếu các nhà cung ứng không đảm bảo hàng hóa thì báo cáo về Sở Công Thương. Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Công Thương cũng thông tin chi tiết về cách thức để các quận huyện giao thực phẩm cho người dân. Các quận huyện sẽ thành lập một cái tổ hỗ trợ cung ứng hàng thiết yếu gồm các lực lượng, công an, quân đội, đoàn thanh niên, tình nguyện viên để thực hiện cung ứng hàng cho người dân, tức là đứng ra thu thập đơn hàng của người dân đến đặt hàng cho các cơ sở cung ứng và sau đó là nhận hàng và trả hàng cho người dân. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu tại các đơn vị cung ứng thì cho phép được hoạt động và được cấp thẻ ưu tiên để được hoạt động. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định Ủy ban Nhân dân thành phố đã làm việc cụ thể với các quận huyện, sở ngành và các doanh nghiệp đầu mối thương mại trên địa bàn về vấn đề cung ứng thực phẩm trong 7 ngày sắp đến. Bên cạnh việc phát huy vai trò của các tổ hỗ trợ giao nhận thực phẩm ở các tổ dân phố, thành phố cũng đã xây dựng nhiều kênh cung ứng hàng hóa thiết yếu để đảm bảo đầy đủ thực phẩm cho người dân trên toàn địa bàn. Bà con nhân dân mà có nhu cầu thì đặt hàng qua tổ dân phố sẽ đặt hàng với cả các siêu thị. Sau đó thì tổ hỗ trợ đấy sẽ đến nhận hàng và về giao lại cho người dân. Là chúng tôi sẽ chủ động giao Sở Công Thương phối hợp với các công ty thương mại để tổ chức những chuyến xe lưu động để mà đưa hàng hóa theo đề xuất của các quận, các phường đến cung cấp bán lẻ tại các phường, các khu dân cư và đảm bảo các tiêu chuẩn về phòng chống dịch. Và chúng tôi sẽ sớm khôi phục lại. Đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ cho phép cái chợ truyền thống ở khu vực đó hoạt động trở lại sớm với tinh thần là bảo đảm là phòng chống dịch. Đối với các xe hàng hóa thực phẩm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết sẽ có test nhanh đối với tài xế ngay tại các cửa ngõ ra vào thành phố và buộc tài xế phải mặc đồ bảo hộ lao động. Để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa, thực phẩm diễn ra thông suốt, thuận lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh sẽ có các tổ kiểm tra, giám sát công tác này đến từng hộ, từng địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, điều phối nguồn hàng nếu xảy ra các tình huống phát sinh.